Xin chào mọi người đang xem kênh Ngân Vũ Family CV. Hôm nay thì mời mọi người theo chân Ngân về Trần Văn Thời ha, cùng ngắm những khu vườn rau và cánh đồng lúa ở khu Trần Văn Thời, cùng Ngân trải nghiệm kéo cá ha mọi người ha. Trần Văn Thời là quê gốc của ngoại chồng mình. Hiện tại bây giờ thì bà nội của sắp nhỏ đã dọn lên trên này ở gần ruộng để chăm lo ruộng và nuôi cá, trồng rau. Cho nên là hôm nay mình đưa bọn nhỏ vào trong đây thăm bà và quay cảnh miệt vườn ở huyện Trần Văn Thời cho mọi người cùng xem luôn ha. Thì ở vùng huyện Trần Văn Thời này á hả, mọi người ở trong đây là trồng cây ăn trái nè, các loại giống như là vú sữa, xoài, đồ rất là tốt. Vườn ở nhà bên ngoại của mẹ chồng mình á thì có trồng măng, trồng trái gất nữa, và ngoài ra là có nguyên một dàn chanh dây rất là ấn tượng luôn nha. Cảm giác rất là mát luôn. Cái dây chanh dây này là nó leo xung quanh ở ngoài sau cái trái mái nhà của bên cậu mình nè. Trời ơi, nhìn hả là nó tuyệt vời luôn á. Ở thành thị á mà mình trồng được những cái dàn chanh dây như vậy á là được mát bóng sân á là cũng rất là được á. Nhưng mà giờ không có đất nhiều cho nên không có trồng. Đây là con đường để về Trần Văn Thời nè mọi người. Thì từ ở thành phố Cà Mau mình á mà đi vô tới chỗ huyện Trần Văn Thời Rạch Cuôi á thì tầm khoảng 30 đến 40 cây số ha. Mình thì không có đi đường quốc lộ mà mình đi đường vòng á, đường ruộng ở trong á cho nó gần. Thì vào đường quốc lộ nông thôn á thì sẽ có những cái cây cầu nhỏ nhỏ mà cao ơi là cao như vậy nè. Hồi đó lần đầu tiên mình về Cà Mau á, mình đi những cái con đường này mình rất là sợ luôn, do là mình chưa có quen đường á. Dạo này mình đi thường xuyên hơn thì cũng đã dám chạy những con đường nhỏ và những cây cầu cao như vậy luôn. Đây nè mọi người, coi cánh đồng lúa ở huyện Trần Văn Thời nè. Do đợt vừa rồi mình đi hơi trễ á, cho nên là có một số chỗ gặt rồi, chứ không mình sẽ quay cảnh gặt lúa thì tuyệt vời. Đây là nhà của bà nội của tụi nhỏ mọi người. Trước sân á, thì mẹ có trồng là đậu xanh và đậu rồng, và đu đủ, xoài, chuối. Trời ơi, nói chung là về quê không khí rất là trong lành luôn ha, mà mát mẻ nữa. Đó, mẹ chồng mình ở ngoài sau á, có trồng những cây vú sữa nè, dừa nè, rất là nhiều luôn nha. Bây giờ trước tiên mình sẽ qua bên ngoại để đốt nhang cho ngoại chồng cái. Rồi ông bác sẽ đưa mẹ con mình đi qua sông để qua nhà đốt nhang và thăm hỏi các chị các cậu ha. Bà nội. Bà nội thì được rồi. Đi vô nhà bà nội. Quay qua nhìn đây nè. Xin chào ông bà cô chú, nhìn bên đây chứ. Đúng rồi. Để nó lên phiền gì đó. Lên xuồng rồi đi xuống đi, để ông đợi. Trời ơi. Để ông dịnh cho con xuống. Không có đâu, xuồng to mà. Coi chừng nước nha Bun ơi, cha nước quá. Ngồi trên đó đi, ngồi nó. Con về. Rồi ngồi xuống đó đi. Rồi ngồi xuống đây đi con. Rồi con ngồi. Con ngồi xuống đi. Hay con chào bà đi. Con chào bà. Con là Bun đó. Chào bà đi con. Ôi lên Úc ơi. Hai con đi. Bà cố lúc nhà bà cố. Không được hợp đâu. Nó nghỉ rồi. Nghỉ rồi hả? Cái này rụng nhóc hết trơn à. Quay trên cây chứ quay dưới đất rụng. quay dưới đất rụng cái người ta nói mua. Định rồi không có bán đồ được. Rồi thành ra nó vậy đó. Trời ơi, gất ơi, không phá được. Khám phá được ổ trứng vịt trong lùm măng. Trời ơi, măng rồi, măng này là măng nhà luôn nha. Măng vườn. Cái nào quay bên này quay quay qua mấy mục nơi nè. Bên này còn quay qua mấy những thứ nhiều nè. Thì mảnh vườn ngoài sau này là của cậu Năm ha. Thì ngoài sau mảnh vườn này, ngoài trồng vú sữa ra thì cậu Năm có trồng những cái dây gất nè. Mọi người ơi, những cái dây gất á, nó đu trèo ở trên những cái cây vú sữa á. Trời ơi, là trái nẹo 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 mà chín luôn. Mà do được dịch vừa rồi buôn bán cũng hơi khó khăn, thành ra là không có bán.
À, ngoài ra còn có trồng măng nữa nha mọi người. Măng ở đây ha là tới vào mùa mưa rất là rẻ và rất là ngon luôn á. Ở đây là đa số là giống măng Mạnh Tông á, là ăn rất là ngọt và rất là thơm. À, ngoài ra còn có đu đủ nhiều lắm và cây mã đề nữa nè. À, nói chung là ở trong đây á, rau á, là nó mọc rất là tốt luôn nha mọi người. Nhiều khi không có chăm bón gì nhiều đâu. À, thả mấy cái hạt giống xuống thôi là hả, nó mọc tươi tốt và rất là sạch, rất là an toàn luôn á. Nói chung là mỗi lần về quê á, là mình rất thích á, mình rất thích ra vườn và xin những cái rau này nè về nhà ăn á, thì vừa sạch và vừa an toàn nữa mọi người. Cái này nó chín vàng một cái không ha, trời nó đã. Ô kìa, cái này nó trái nè, ôi chanh dây nha mọi người, mê không, quá mê luôn rồi. Dạ 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 không biết. Trời ơi, vừa ẻo nè mọi người. Chuối. Wow. Quá trời mê. Mình đi cái dừa phóng qua lúa. Bún ơi, thấy dịch không Bún ơi? Bún ơi, nhắm mắt không? Bún nhắm mắt không? Bắt được con nào bà cho về nó nuôi? À, rồi hốt liền, hốt liền. Đó, cho mì bắt được con nào không? Ôi, quên nhát rồi. Quên nhát rồi, đâu dám bóc đâu. Anh đó. Vô. Nè. Nè, ba cho cầm kìa. Cầm mảnh lên. Ôi, sợ rồi, nhát rồi. Kìa, cầm kìa. Nó thấy cầm con nấm đó. Nó cắn gì đó. Không, nó không có cắn. Ôm hai tay. Đúng rồi, đây, quay ra, nhìn qua đây mẹ chụp hình nè. Ôi, mẹ nè, nhìn mẹ nè. Nói gì với con vịt đi. Chíp dữ rồi. Ôi, đừng có thả vô cái thao nước, thả ngoài. Đúng rồi. Ơi, rửa tay đi con. Dạ, con quay cái chuồng vịt nè, vậy. Đó, thấy nè. Đó, cá ăn kìa mọi người. Ủa, cá bên đây cá gì nè? Cái nó vàng vàng á. Tôi thấy nó vàng vàng kìa. Đó, đều hồng. Ồ, tránh bà nội cho nó ăn con. Mê chưa? Ôi, con nói đàng hoàng, bà nội cho con một miếng. Bà nội cho con một miếng thôi. Rồi. Tại con giải đây. Rồi con giải đây. Thấy gõ không? Dạ gõ. Con cá vô gì đó. Ừ, đó con cá nó ăn đó, thấy không? Mê không? Dạ mê. Cá chim hả mẹ? còn sống mà con mà chết rồi nè. Cái đó rộng hả mẹ, mày bắt cái đó mày rộng làm gì? Nó qua tới rồi. Thì mẹ mình mới chuyển về đây ở cỡ khoảng vài tháng thôi, cho nên là cá của mẹ mình còn nhỏ, không có kéo được. Mình sẽ di chuyển qua bên nhà cậu Tư ở gần đó khoảng 2 cây số để kéo cá. Thì qua đó là sẽ có một cái vườn rau như thế này nè. Mẹ chọn những thời hầu như là trồng rau rất là nhiều để mà cung cấp rau ở tại địa phương á, hoặc là họ có thể vận chuyển rau này ra ngoài chợ đầu mối ở Cà Mau bán á mọi người. Trước nhà cậu có cây me này mọi người ơi. Rồi cây me nhìn hấp dẫn chưa? Me này cũng không biết me ngọt hay me chua nữa.
mà nhìn trái rất là sai. Đây là nhà cậu Tư ha, nhà cậu Tư sân và ở ngoài sau là ruộng, và xung quanh cũng có trồng rất là nhiều rau luôn. Đây là rau cần nè mọi người, rau cần ăn rất là tốt cho sức khỏe luôn á. Và có ở cậu Tư là có một cái ao rất là to để nuôi cá dồ nè, cá chim nè, và cá tai tượng nữa. Tí xíu nữa thì nhà cậu Tư á và anh mình nó sẽ xuống dưới hồ, dưới ao á để mà kéo cá. Cái trái ổi à, trái ổi có tí xíu thôi mà trái nè. Từ 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 chút xíu đi con, xíu rồi nội hái rồi cho con ăn thử. Đó, quá trời luôn nghe không? Quá trời, trứng cá đó. Bây giờ mà kiếm cái cây này cũng hơi bị hiếm đó nha. Đó. Đó, trứng cá nhóc luôn, rồi vô cho tụi nó ăn cái nằm mình quay. Một trái ổi bự luôn. Trứng cá luôn. Chuẩn bị. Sao con? Ngọt tơ. Để nó ăn nó ỉa quá gì. Ăn đi. Dạ đây là trứng cá đặc sản vườn Trần Văn Thời. Đặc sản vườn Trần Văn Thời mới chịu à. Để sao con? Dạ ngon ngọt. Cái vị nó bất ngờ quá. Cái vị nó bất ngờ quá. Đó chưa. Dạ. Đâu cô quay ăn bác hay quay rồi. Sao con, ngon không con? Đó, ngon. Không, quên mắt rồi mà. Ông sùm quá, để ông cậu ngủ. Mờ bê bê. Này, trong đây có con sáo nè. Đó, có con chim sáo nè. Thấy không? Con chim dễ thương quá. Dễ thương không? Con chim dễ thương không? Mờ bê bê. Con chim sáo. Con chim sáo không? Chim sáo dễ thương à. Ăn rồi đi. Dạ. Ốc nè. Ồ. Ốc này ốc gì mợ Tư? Vô vàng. Đó. Lát xíu nữa là quay cái cảnh kéo cá là đã luôn. Ủa đâu rồi? Đây. Ủa là chèn cái cốc nè. Đây là cái cây mặn trắng nè mọi người. Cái vị của nó không có ngọt như mặn Ấn Độ bây giờ, nhưng mà rất là chua chua, thanh thanh, rất là ngon luôn nha. Đây là lần đầu tiên mình thấy kéo cá như thế này luôn á mọi người ơi. Trời ơi, cái chỉ cần hai người thôi kéo ngang một cái ao á là sẽ bắt được những con cá trong ao nè. Thì cá ở đây á, nhà cậu mình nuôi á, là thường là bắt ốc cho ăn, hoặc là cho ăn chuối á mọi người, chuối chín nó thả xuống cho ăn, hoặc là cho ăn những cái loại cặn cơm và đầu cá, cho nên là không có nuôi thức ăn nha, cho nên rất là an toàn luôn. Thành ra về quê mà kéo cá ăn như thế này á, là rất là ngon, và ngon hơn là mua ngoài chợ. Bởi vì đây á, cậu nuôi á, là chỉ để cho gia đình ăn chứ cũng không có mua bán gì, cho nên là không có nuôi thức ăn giống như kiểu mà người ta nuôi mà cho mau lớn để thu hoạch đó. Còn ở đây thì cậu nuôi tự nhiên như vậy thôi mọi người. Bắt ốc thì có sẵn ở ngoài đồng á, thành ra là bắt rồi lễ cái ruột ốc cho cá nó ăn không à. Trời ơi, nhìn con cá ăn rất là ngọt, rất là ngon, không có bị hôi nha, giống như là ở ngoài chợ mua ha. Mày nuôi cá mà.
Đây là lần đầu tiên mình thấy cá chim nó như thế này luôn á mọi người. Ở ngoài chợ thì thường nó nằm im trong thao, mà khi vô đây thấy là mà nó kéo lưới á, người nó bay 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 như vậy mình mới biết là người ta gọi cá chim là có lý do như vậy. Nó bay đúng là như chim luôn á. Trời ơi, là hả, thấy cũng rất là vui ha, lần đầu tiên mình được chứng kiến cái cảnh luôn. Thường thường những con cá khác á, thì nó chỉ là dãy trong cái lưới thôi, còn cá này nó bay dèo lên luôn, nó phóng, nó bay rất là cao luôn á. Tránh ra con, kiến lửa cắn con á. Có con cá dừa. Dừa nó nhỏ quá mà. Cá vô coi mẹ. Con này là ok rồi. Con này là ok rồi. Chê hết trời. Quay. Dốc cá chim nha. Tránh ra. Đó. Tránh ra con. Thả đi. Cá dồ thì nấu canh chua với lại chuối cây thì còn gì bằng ha, một món ăn rất là đậm chất miền Tây luôn. Ngoài ra cá chim thì mình có thể thái ra nhúng lẩu, hoặc là chân tương, hoặc là chiên sốt cà. Thì ngày hôm đó được gia đình của cậu Mợ Tư đãi một bữa ăn rất là ngon miệng luôn á mọi người. Lâu lâu thu xếp công việc rảnh rỗi đi về quê có một ngày vừa thư giãn và dắt con cái mình đi thăm thú và trải nghiệm những cái cuộc sống miệt vườn đồng quê cũng rất là vui và hay, và con của mình nó cũng khám phá được nhiều điều mới lạ. Thì do là công việc cũng như là tụi nhỏ có lịch học quá bận rộn, thu xếp không có được nhiều thời gian. Nếu như có thời gian là mình nhất định sẽ đưa con đi trải nghiệm nhiều nơi hơn nữa. Thì chỉ còn vài ngày nữa là đã đến ngày tụ trường rồi, cho nên mình cũng tranh thủ luôn là sau bữa nay á, qua bữa sau á là mình sẽ cùng mẹ đi về dưới năm căn. Thứ nhất là do sinh nhật của cháu mình, ngoài ra là mình cũng về dưới thăm nhà mẹ và cùng theo mẹ đi ra ngoài vuông tôm á, để mà thăm lưới cùng thăm cua. Ngoài ra là còn tham quan luôn cái vuông nuôi sò huyết của em mình nữa. Thì hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau cùng theo chân mình về năm căn để khám phá và trải nghiệm cuộc sống ở vuông tôm ha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ạ. Ai ăn thì để lại số điện thoại đi, là vô đi em nó liên hệ nè, bán cua với sò luôn. Cua 5 căn luôn nha mọi người ơi. Nhỏ làm ăn được quá trời luôn nè, thấy chưa? Quá trời luôn này, dợp nè. Hồi nãy dợp sao, vừa sao cha? Vừa béo vừa gì à, cô Bi nói lại coi cô Bi. Vừa béo vừa gì nói lại coi cô Bi. Vừa béo ngậy. Vừa béo ngậy đúng rồi. Nó nói là vừa